Vanguard chơi anime. Mày biết không? Không, chưa coi vậy. Đúng là thấy mấy bộ bài này có UV thôi rồi. Nên do là có phim á, vẫn còn giống như UV, vẫn còn ra tới tận bây giờ. Còn có phim, không có phim. Đây là nhân vật chính của toàn bộ series nha. Hết tất cả luôn hả? Ồ. Đu, cái hộp này nhìn nó đẹp hơn mày. Đu, hộp này nhìn đẹp hơn. Này là gì? Này là một cái bàn đấu và một phần hướng dẫn được chơi. Được chơi với nhỏ. Đấu mà nhỏ nữa. Cái sạc quảng cáo. Chơi với ẹt à, này dành cho ai cũng muốn chơi thì chơi. Rất là dễ. Quảng cáo với sao? Nhân vật chính nha. Ok. Box. Cái hộp này nhìn nó đẹp. Nhiều bài hơn. Nó cũng 50 lá bài. Cái kìa cũng nhiều. Quêu thì hơn chút. Giống cái Force of Will. Này là kiếp kẹp. Cái này là gì? Kiếp kẹp. Kiếp kẹp là mấy kẹp bổ sung á. Kẹp bổ sung. Này là kiếp tự. Đây là Smash Well. Kẹp khá đẹp. Người ta có mic này gọi là cái. Cái này là nó làm cái hiệu ứng là theo vị trí chứ không có hiện đại, không có nguyên đá như mấy cái kia mà effect này đẹp hơn. Không phải là effect nào quá thú mà không cái effect cái mấy cái nào đẹp, cái nào đẹp này là răng ba như là cái này gọi là gì ta, Iris Early gì ta, Iris là một cái kiếm sĩ mạnh nhất nhưng mà Early hình như là còn trẻ. Sức mạnh là 11.000. 13 mà 13.000 hả? Thật đồ. Mà nói sao này là Roya Paladin nha. Roya Paladin phép hả? Đây là Roya Paladin nè. Có 4 kẹt giống nhau. Vì một bộ có 4 kẹt giống nhau hả? Ừ, giống như có quyền vậy. Ăn không, ăn không. Nãy mày ăn một thì ăn ba. Ăn không. Ăn không thì có mấy cái cheezer nè. Thì họ cheezer. Thì nó có 9.000 thôi, trong này thì nó tới 10.000 rồi. Kìa. Có thể chắc là do bức hả? Đó, tại vì chắc nó ra lâu rồi đó, nên 9.000 giờ là mới lại. Ở trong phim cái này còn có 5.000, này tới 10.000 rồi. Một giá Roya Paladin giống tên đúng không? Mà hai lá, hai hình ảnh khác nhau, hai chữ khác nhau. Master Blade. Đúng không? Cái nào đúng không? Là con này cầm kiếm chỉ xuống, này cầm kiếm chỉ ngang qua. Kiểu như là làm hai lá giống nhưng mà nó kiểu khác đúng không? Ờ. À, cũng vậy thôi. Nãy mày coi cái kia có hiệu ứng rồi thì cái này giống cái này. Này
gelatin nè. Chào. Đảo. Phát.